Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi Chuyện trong ngày của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, những chiếc xe máy vi phạm trị giá hàng chục triệu vứt lăn lóc chỏng trơ, các phương tiện phơi mưa phơi nắng hàng năm trời nên hoen rỉ hỏng hóc. Đến mức khi đi đấu giá, mỗi chiếc xe chỉ bán được khoảng 500.000 đồng, thậm chí có xe còn thấp hơn cả bán sắt vụn theo cân. Thực trạng phương tiện giao thông bỗng thành tài sản bỏ đi đang trở thành một vấn đề lớn đáng được quan tâm. Theo cơ quan chức năng, vì nhiều lý do khác nhau, nhiều chủ phương tiện vô tư bỏ lại xe vi phạm tại bãi giữ xe vi phạm, khiến cho việc giải cứu các bãi giữ xe vi phạm đang trong tình trạng quá tải đã khó, nay lại càng khó hơn. Đây là một trong những kho tạm giữ các phương tiện vi phạm của Công an huyện Hóc Môn. Chỉ ít ngày thôi thì tại nơi này sẽ tổ chức bán đấu giá các phương tiện này theo danh mục là hàng phế liệu. Điều đáng nói, trước đây những phương tiện này đang hoạt động bình thường. Tuy nhiên, sau thời gian tạm giữ do vi phạm, các phương tiện này đang dần xuống cấp. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do không được bảo quản, nên tài sản của nhân dân trở thành phế liệu và được đem bán với giá sắt vụn như thế này. Được biết thì tất cả các quận, huyện trên địa bàn thành phố đều có bãi tạm giữ xe vi phạm với số lượng khoảng 90.000 phương tiện. Trong đó, Phòng Cảnh sát Giao thông thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hơn 31.500 phương tiện. Và một điều đáng buồn là nếu tất cả những phương tiện này không được cất giữ đảm bảo thì tình trạng trở thành sắt vụn cũng sẽ sớm xảy ra, tương tự như tại bãi xe huyện Hóc Môn. Thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông cho thấy, chỉ tính riêng 7 ngày, từ 15 đến 21 tháng 3 vừa qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông cả nước đã lập biên bản xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ hơn 23.000 phương tiện, ô tô hơn 1.000 chiếc và xe gắn máy là hơn 22.000 chiếc phương tiện vi phạm. Do số lượng phương tiện ô tô xe máy bị giam giữ quá nhiều, khiến các bãi tạm giữ đều rơi vào tình trạng quá tải. Dù Nghị định số 31/2020/NĐ-CP cho phép đặt tiền bảo lãnh để người vi phạm tự bảo quản và cam kết không mang phương tiện ra sử dụng là giải pháp hữu hiệu để tránh việc lưu xe ở bãi quá lâu trong điều kiện không đảm bảo, gây hư hỏng và lãng phí. Nhưng với nghị định quy định rõ, chủ phương tiện vi phạm muốn bảo quản phương tiện phải chứng minh có nơi giữ phương tiện và có khả năng tài chính đặt tiền bảo lãnh. Mức tiền này ít nhất phải bằng tổng mức tiền phạt tối đa của các hành vi vi phạm. Một điều kiện bắt buộc nữa, chủ phương tiện phải có giấy tờ chính chủ. Trong khi đó, đa số xe ở các bãi tạm giữ bị chủ phương tiện bỏ rơi nằm ở hai dạng. Một là giá trị nhỏ hơn nhiều so với tiền xử phạt. Hai là phương tiện không chính chủ, mất quá nhiều thời gian để hoàn thiện thủ tục để nhận lại. Chính vì điều này nên lâu nay việc nghị định này không được áp dụng rộng rãi nên vẫn dẫn đến tình trạng quá tải tại các bãi thu giữ phương tiện vi phạm. Thời gian qua, hầu hết xe tang vật trong vụ án xe liên quan đến tai nạn vi phạm giao thông bị lực lượng công an tịch thu và đưa về các bãi trông giữ phương tiện vi phạm của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay nhiều bãi trông giữ lên tới hàng nghìn chiếc và đang trong tình trạng quá tải do người vi phạm bỏ lại phương tiện. Hệ quả là giá trị của những chiếc xe này ngày càng giảm dần theo thời gian do dãi nắng dầm mưa. Là một trong những điểm trông giữ xe lớn nhất thủ đô, mỗi ngày công ty Hà Cầu Thăng Long tiếp nhận từ 50 đến hàng trăm chiếc xe máy và ô tô từ lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội. Đây là các phương tiện liên quan đến tai nạn, tang vật vụ án đặc biệt là vi phạm liên quan đến nồng độ cồn. Theo ông Nguyễn Văn Thốn, người có thâm niên gần 20 năm làm nghề trông giữ xe, số lượng xe vi phạm bị tạm giữ gia tăng cũng tỷ lệ thuận với việc chủ xe không nhận lại phương tiện. Cuối tháng 12 vừa qua, đã có 700 phương tiện được đem đấu giá thanh lý với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Tuy nhiên tại đây, hiện vẫn còn gần 3.000 xe vi phạm bị vứt bỏ. Điều này đồng nghĩa có tới 40% chủ phương tiện đã bỏ của chạy lấy người. Chúng tôi rất là thấy tiếc về những phương tiện này. Khi bị mưa nắng rãi dầu thì nó sẽ trong hỏng. Mà khi gửi ở đây thì nó mới thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng sau một thời gian nếu nhanh, độ vài tháng thì vẫn còn có thể được, nhưng đây là có trường hợp là đến vài năm thì bị xuống cấp, trên cái giá trị tài sản là bị kém đi rất là nhiều. Kể cả nếu sau này nhà nước có thanh lý bán đi thì cái tiền cũng không được bao nhiêu, bởi vì theo giá trị tài sản nó mà tốt thì người ta giả cao lên, không tốt thì người ta phải giả thấp đi. Cũng theo ông Thốn, số lượng phương tiện xe máy cứ tăng dần theo thời gian và không có dấu hiệu dừng lại, đến mức cơ sở phải xây thêm nhà để xe nhưng cũng không còn đủ nơi chứa. Đây là lý do khiến nhiều chiếc ô tô vi phạm phải để ngoài đường như thế này. Cũng theo quy định của thành phố Hà Nội, giá trông giữ xe máy vi phạm là 8.000 một ngày đêm và khoảng 90.000 đối với ô tô. Tuy nhiên, nếu đem đấu giá, các bãi trông xe chỉ được nhận tiền công là 1.000 đồng với chiếc xe máy và 40.000 đồng với ô tô một ngày. Điều này khiến các chủ bãi xe chịu thiệt thòi không nhỏ, trong khi tiền lương cho người lao động và tiền thuê đất thì không giảm. Bên chỗ công an và bên bãi cũng đã nhiều lần động viên các cái chủ phương tiện có ô tô này đến nhận để cho thanh lý cho nó rộng bãi, nhưng mà vẫn chưa được. Thanh lý nhanh mà thì mình sẽ được nhiều tiền, mà thanh lý chậm là mình bị tạo động rất nhiều. Tức là nếu không có nhận thì là 1.000, xe máy là 1.000 một ngày đêm. Tức là 30.000 một tháng thì là 1.000 một ngày đêm thôi. Đấy, thế thì rất là khó mà phải chi rất nhiều thứ. Theo các chuyên gia, việc chưa có chế tài yêu cầu chủ xe nhận lại phương tiện như hiện nay, trong khi lượng phương tiện bị tạm giữ ngày càng nhiều, đặc biệt là việc chậm trễ thực hiện đấu giá xe vi phạm dẫn tới giá trị tài sản giảm dần theo thời gian, khiến cả nhà nước và người dân cùng chịu thiệt khi mà những chiếc xe này hiện chỉ có giá từ vài trăm đến khoảng hơn 3 triệu đồng. Đây cũng là điều vô cùng lãng phí. Có thể thấy rằng rất nhiều trường hợp mà mức tiền xử phạt nó còn cao hơn so với giá trị tài sản của người sử dụng. Do đó rất nhiều chủ sử dụng sẵn sàng bỏ lại xe máy, bỏ lại phương tiện, mặc kệ cơ quan nhà nước để xử lý ra sao thì xử lý. Do đó thì đây là một thực trạng dẫn đến tình trạng mà gần như là các phương tiện trở thành sắt vụn ở các bãi để xe của cơ quan nhà nước. Tổng các cái phí vào có thể là vượt quá giá trị cái xe rất nhiều lần. Cho nên xe máy mà của Trung Quốc mà để gì rồi bây giờ này, có khi bán trả được bao nhiêu. Và người ta lấy về có muốn đi được người ta cũng phải sửa chữa, bảo dưỡng rất là nhiều tiền. Thì người ta thôi, người ta không đến lấy nữa. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là một thực tại. Mà bây giờ rõ ràng là người ta không đến lấy đồng nghĩa với lại chúng ta đã mất công, mất sức để mà trông nom bao nhiêu năm nay, cũng chả có ai trả tiền cả. Cũng theo các chuyên gia, việc thanh lý xe vi phạm hiện nay cũng còn bất cập khi quá nhiều đơn vị cùng tham gia. Trong khi đó, thời gian để thẩm định phương tiện, xét duyệt hồ sơ thường mất khoảng 3 tháng với nhiều thủ tục giấy tờ. Đây cũng là lý do khiến nhiều người không mặn mà để mua những chiếc xe nhìn không khác gì đống sắt vụn như thế này. Thưa quý vị, tình trạng phương tiện vi phạm bị tạm giữ nhưng đã quá thời hạn mà không xác định được chủ sở hữu khiến cho các bãi xe vi phạm ngày càng quá tải đang diễn ra nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói dù là phương tiện vi phạm nhưng vẫn là tài sản có nhiều giá trị. Tuy nhiên, sau thời gian tạm giữ thì các phương tiện này trở thành phế liệu được đem bán với giá rẻ mạt. Nằm phơi nắng phơi mưa nhiều năm, những phương tiện này đã trở thành đống sắt vụn, cỏ cây đã bén rễ và bao trùm như thế này. Kho tạm giữ phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông của Công an huyện Hóc Môn, rộng gần 4.000 m² này, rất nhiều xe được chất chồng lên nhau. Nhiều xe giờ không thể xác định được thương hiệu, bị mất số khung, số máy hoặc không còn biển số. Hiện Công an huyện này đang tổ chức bán đấu giá dưới dạng phế liệu, chưa đến 500.000 đồng một chiếc. Khách hàng mà chung đấu giá thì biển số sẽ trả về cho công an, sẽ hủy cái bản số đó, và số khung số máy sẽ hủy với số khung số máy. Trước khi bàn giao thì sẽ cắt đôi cái sườn ra khi bàn giao. Coi như là những cái này là phế liệu. Và xe đã để mấy năm nay rồi. Cũng trong tình trạng trên, bãi xe hơn 1.200 chiếc này thuộc Cảnh sát Giao thông quận Bình Thạnh hiện đang nằm phơi nắng phơi sương như thế này. Do không được bảo quản, nhiều phương tiện đang dần mục nát, xuống cấp nghiêm trọng. Nguy hiểm hơn, do để ngoài trời nắng nóng sẽ rất dễ dàng cháy nổ. Xe mà hiện đang tạm giữ ở đây thì là khoảng 1.200 xe. Thì hầu hết thì số lượng xe này thì nó đã quá hạn tạm giữ. Chúng tôi cũng đang cho tiến hành các cái bước xác minh theo quy định. Cái thực trạng về phòng cháy thì nó thật các anh thì đây là cũng được bố trí tạm, cho nên các cái điều kiện theo quy định của điều 6, nghị định 138 về cái điều kiện kho bãi thì thật sự mà nói thì chưa đảm bảo theo cái quy định. Được biết, hiện nay do thủ tục tịch thu, tiêu hủy, bán đấu giá tăng vật vi phạm hành chính mất rất nhiều thời gian. Do đó, việc các phương tiện không được bảo quản, để ngoài trời mưa nắng nên đã xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí rất lớn. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, Tính đến nay, toàn thành phố đã tạm giữ hơn 31.500 xe vi phạm, gồm ô tô, xe máy và xe đạp. Nhiều cái tăng vật phương tiện hiện nay của Công an thành phố tạm giữ ít nhất là 1 năm mới ra quyết định tịch thu. Sau khi có quyết định tịch thu thì phải lập phương án xử lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, rồi định giá tài sản. Sau đó thì tổ chức đấu giá tài sản. Như vậy thì cái thời gian tạm giữ những trường hợp này nó phải trên 1 năm mà có khi kéo dài 1 đến 2 năm. Được biết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra đề xuất giảm thời gian xác định chủ phương tiện từ 1 năm xuống 3 tháng để rút ngắn thời gian xử lý, thanh lý xe. Việc này sẽ giúp giảm tải cho kho chứa và hạn chế tình trạng xe bị hư hỏng, xuống cấp, lãng phí như thế này. Tình trạng quá tải ở các bãi giữ xe vi phạm đã kéo dài trong nhiều năm qua, khiến dư luận bức xúc mỗi khi nhắc đến. Đã đến lúc cần thay đổi biện pháp giam giữ phương tiện bằng hình thức phạt tiền, phạt nguội để phương tiện, đồng thời cũng là tài sản có giá trị của người dân, không phải phơi sương, phơi nắng, nhất là trong bối cảnh công nghệ phát triển. Cho rằng đây là một vấn đề nan giải, bất cập đã kéo dài nhiều năm qua, khi các bãi giữ xe vi phạm luôn trong tình trạng quá tải, khiến phương tiện vi phạm nằm phơi sương, phơi nắng. Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân Nguyện Quốc hội, tình trạng này không dừng lại ở lãng phí, mà thực tế là thiệt hại kép nghiêm trọng. Cái thứ nhất là thiệt hại cho những người mà bị thu giữ tài sản. Đây là cái loại thiệt hại thứ nhất trực tiếp. Thiệt hại thứ hai là thiệt hại của nhà nước, phải đứng ra để bảo quản về chi phí. Và đương nhiên thiệt hại của nhà nước tức là thiệt hại của nhân dân và thiệt hại của toàn xã hội. Để tránh lãng phí thiệt hại, ông Nhưỡng và các chuyên gia đề nghị có giải pháp phân loại xử lý phương tiện vi phạm phù hợp với quy định pháp luật. Ví dụ, đối với phương tiện vi phạm buộc phải tịch thu, sung công quỹ, phải đẩy nhanh quá trình bán đấu giá tài sản. Đặc biệt, đối với phương tiện tạm giữ, nên khuyến khích để người dân được chọn các giải pháp phạt tiền, phạt nguội thay cho việc giam giữ xe vi phạm. Vì đây còn là tài sản có giá trị của người dân. Nếu giả sử anh đưa ra phạt tiền mà người ta có tiền, người ta gửi thẳng vào ngân sách theo đúng quyết định của anh, quyết định phạt của người có thẩm quyền, mà người ta gửi bằng tài khoản là điện tử, sử dụng các cái tài khoản bằng các cái phương tiện máy tính cá nhân rồi càng là điện thoại, người ta có thể gửi luôn, thì có thể là anh cho người ta là không cần phải thu giữ tài sản, anh giải phóng cho họ luôn. Và cái việc này phạt như thế có nghĩa là người ta cũng đã phải điều chỉnh cái hành vi sau đó. Nghĩa là do là cái không tổ chức thực hiện là chắc là chủ yếu rồi. Anh nghĩ cả có gì có thay đổi rồi. Chỉ đạo các cái cơ quan làm việc cho nó khẩn trương, nó đúng theo quy định pháp luật là được rồi. Hiện nay chúng ta chỉ cần lấy được cái căn cước công dân hoặc lấy được cái số điện thoại thì có nghĩa là chúng ta đã có các cái thông tin liên quan, có cái tích hợp các cái tài khoản, mã số thuế cũng như các cái vấn đề khác trong cái số điện thoại rồi. Và thế thì chúng ta chỉ cần lấy được cái số điện thoại của người điều khiển thôi, và công an gọi ngay vào cái số của cái người vi phạm, đúng không ạ? Thì lúc đó coi như là khi mà cần, tôi gọi ông đến trong vòng 7 ngày, ông phải đến ông xử lý. Còn nếu không, tôi trừ tài khoản, tôi trừ tiền trên tài khoản của ông. Nó đơn giản, phải không ạ? Nó đâu có phức tạp. Thì vấn đề quan trọng là chúng ta phải thay đổi cái cách nghĩ, thay đổi cái quy định cho nó phù hợp với cái thời điểm hiện tại của cái sự phát triển kinh tế xã hội. Các đại biểu cũng đề nghị tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát đối với việc giam giữ xe vi phạm, từ đó góp phần đẩy nhanh quá trình xử lý, hạn chế tối đa các yếu kém của công tác này thời gian qua, đồng thời bảo vệ tối đa phương tiện tài sản của người dân. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Chuyện tối nay. Thưa quý vị, vì các lý do khác nhau, nhiều chủ phương tiện vô tư bỏ lại xe vi phạm tại bãi giữ xe vi phạm khiến việc giải cứu các bãi giữ xe này đang trong tình trạng quá tải, đã khó nay lại càng khó hơn. Câu chuyện về hàng trăm nghìn phương tiện chủ yếu là xe máy nằm chất đống xuống cấp trầm trọng. Nhiều phương tiện đã trở thành phế liệu khi phơi nắng phơi mưa nhiều năm liền tại các kho bãi tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính rất được người dân quan tâm. Để trò chuyện với chúng ta trong nội dung này, chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn. Vâng, thưa ông đánh giá như thế nào về tình trạng quá tải tại các bãi trông giữ phương tiện vi phạm hiện nay ạ? Tôi cho rằng là cái tình trạng mà quá tải ở những phương tiện bị xử lý là có đến mức báo động. Tại sao? Tại vì là chúng ta có mấy các yếu tố mà làm cho cái việc mà xử lý nó càng ngày càng tăng lên. Tức là số xe nó vào các cái bãi càng ngày càng nhiều. Bởi vì mỗi năm chúng ta số ô tô tăng lên hàng chục vạn xe, xe máy là tăng lên cũng rất cao. Thứ hai là do cái mật độ đi lại cao cho nên là hạ tầng chúng ta chưa được tốt. Cho nên là tình trạng là mất an toàn, rồi là các cái điểm đen giao thông xuất hiện nhiều, rồi vấn đề là tai nạn giao thông. Và cái số người xử lý mỗi năm phải nói là hàng vạn người. Và số người xử lý càng tăng thì đương nhiên là số xe vào các bãi càng nhiều. Cho nên là chúng ta có thể dự báo rằng là số xe mà bị xử lý vào các bãi chỉ có thể tăng chứ không thể giảm được. Cho nên là đó là tình trạng báo động đối với vấn đề quy hoạch, vấn đề là các cái bãi chứa xe như thế nào và vấn đề trông xe như thế nào, thì đó là có thể nói là đưa đến vấn đề là rất khó khăn trong vấn đề là trông coi xe, vì cái chi phí và các cái mất tiêu cực nó càng ngày càng tăng. Vâng, và chúng ta thấy rằng là tại các bãi xe này ngày càng phình to ra hơn với cái số lượng phương tiện vi phạm ngày càng dồn về nhiều. Vì vậy là việc hàng trăm nghìn phương tiện bị tạm giữ, bị xuống cấp đã gây lãng phí như thế nào ạ? Chúng ta biết rằng là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì cái số mà phương tiện vào các bãi xe rất nhiều. Ở mỗi thành phố theo tôi có thể phải hàng chục bãi để xe. Ở mỗi bãi để xe là có thể có những bãi hàng nghìn mét vuông. Thì xe vào nhiều nhưng mà cái số người đến nhận ít, do nhiều lý do, cho nên là cái số xe ùn ứ càng ngày càng tăng và dẫn đến là tình trạng là những cái hệ lụy là cái tiêu cực của nó càng ngày càng rõ ràng. Cái thứ nhất ấy, là cái số xe tăng lên như vậy thì chứng tỏ rằng là cái phương tiện đó bị lãng phí, phải không ạ? Vì nó không được sử dụng, và như vậy số lượng lãng phí hàng năm có thể hàng vạn xe. Thứ hai ấy, là xe vào như vậy thì là phải có người trông coi, phải có các chi phí trông coi, cho nên là cái chi phí nó càng ngày càng tăng lên. Thứ ba là xe dồn dập đưa vào nhiều, nhất là xe máy, những cái xe cũ nát rất nhiều, cho nên dẫn đến tình trạng là ô nhiễm môi trường và thậm chí là gây ra cháy nổ, mất an toàn. Nói chung ấy là, và điểm nữa là rất quan trọng hơn, tức là cái bãi để xe là càng ngày càng khó khăn. Mà đất ở trong thành phố chúng ta biết là mỗi mét vuông là gần như là rất là quý giá, trong khi đó chúng ta dồn hàng chục nghìn mét vuông để mà để xe thì nó lãng phí, và cái việc sử dụng như thế là nó không hợp lý và dẫn đến là vấn đề là lãng phí đất đai, sử dụng không đúng chức năng của đất đai, và cái lượng mà xe càng tăng thì cái bãi xe càng lớn, cho nên cái lãng phí nó càng tăng. Vâng, theo như ông chia sẻ thì tôi thấy rằng là có rất là nhiều những cái đi kèm, không chỉ là việc mà mình tạm giữ không thôi đâu, mà còn rất nhiều những cái chi phí xung quanh nữa. Và đơn giản như là việc trông giữ xe như thế nào, nó cũng là một cái lượng chi phí không hề nhỏ nếu như mà chúng ta để không những cái điều đó. Đúng. Vậy thì trong tương lai các cơ quan quản lý chúng ta cần phải nghiên cứu hoặc là thực hiện đồng bộ các giải pháp như thế nào để có thể giảm thiểu được cái điều đó, thưa ông? Trong cái tình trạng mà các bãi đỗ xe đều chật cứng, rồi là diện tích các bãi đỗ xe khó khăn, trong khi đó thành phố thì là cái tốc độ về đô thị hóa càng ngày càng tăng, số phương tiện càng tăng, cho nên có thể nói là đến thời điểm này và trong tương lai thì cái vấn đề là cấp cứu trong vấn đề gọi là những cái bãi đỗ xe là rất là rõ ràng, tức là phải có giải pháp để mà khắc phục cái tình trạng này. Thì theo tôi ấy, thì quan điểm cá nhân tôi cho rằng là có thể nêu lên một số các cái giải pháp sau. Thứ nhất, ấy, theo tôi là phải thực hiện ngay vấn đề thanh lý một cách đơn giản với cái thủ tục rất là nhanh chóng, bằng nghị quyết, bằng thông tư, chứ không nhất thiết là phải trên cơ sở là luật này luật kia, phải không ạ? Theo tôi cơ quan chức năng có thể là ra một cái thông tư và hẹn cái thời gian cho những người đến nhận. Nếu sau 3 tháng hoặc là 1 tháng, 2-3 tháng gì đó tùy phương tiện thì là họ không đến thì chúng ta cho đấu giá ngay, và đấu giá một cách nhanh chóng, có thể là đấu giá chia làm 3 loại. Cái thứ nhất là cái loại xe tốt, giá trị thì cho đấu giá. Cái thứ hai là cái loại mà nó bình thường thì bán rẻ, đáng lý nó mua 5 triệu thì bán 2 triệu thôi, ví dụ như này. Ta thanh lý cho những người mà ở nông thôn ta ra, ta cần thiết. Và thứ ba, những cái xe mà quá hư hỏng thì chúng ta cho thanh lý trở thành sách vụn. Thì những cái đó ta làm nhanh và làm nhanh chóng và đơn giản thủ tục, không nên là căn cứ vào luật này luật kia các thứ. Thì tôi nghĩ là luật cũng chính là con người thôi, và mà nếu có con người đó giải quyết nhanh thì nó sẽ nhanh. Cho nên tôi nghĩ cái này là chúng ta cái đầu tiên phải cho thành lý ngay, thành lý những cái xe mà hiện tại để giải phóng nhanh các cái bãi đỗ xe đang chật xe. Cái phương pháp thứ hai là theo tôi là quan điểm chúng ta, theo tôi là không nên coi cái vấn đề giữ xe là một cái yếu tố là quan trọng nhất trong vấn đề là xử lý xe, mà chúng ta giảm bớt vấn đề giữ xe lại, mà tăng các cái biện pháp hành chính như là giữ giấy phép lại này, phải không ạ? Rồi tăng lũy tiến những cái anh mà không đến nhận xe, và có cái biện pháp mà có thể là ở các nước người ta thực hiện là dùng cái phần mềm và cái công nghệ để mà cho anh mang xe về nhưng anh không đi được, phải không ạ? Như vậy cũng là cái biện pháp cần thiết để mà mình là giảm bớt cái lượng xe đến các cái bãi đi. Và điểm nữa là theo tôi thì chúng ta cũng phải rà soát lại các cái luật giao thông, các cái luật mà thấy nó không hợp lý lắm, cái lượng xử lý nhiều quá chúng ta cũng nên xem là có đúng hay không. Tôi nói ví dụ hiện nay là chúng ta đang có cái quy định là nếu có độ cồn dẫu ít bao nhiêu chúng ta cũng xử lý, cũng phải giữ xe, thì theo tôi có đúng hay không? Đúng không? Nếu mà chúng ta có một cái ngưỡng nào đó, ví dụ như là 30 mg hoặc là 20 mg mới xử lý, khi mà người lái xe không làm chủ động được lái xe thì mới xử lý, thì cái số xe xử lý nó giảm đi, và như vậy nó cũng giảm bớt cái lượng xe mà đi vào các bãi giữ xe. Thì tôi nghĩ là chúng ta rà soát lại các quy định, các cái luật lệ để cho nó đảm bảo nó đúng thực tiễn, nó khoa học, và nó cũng giảm bớt rất nhiều cái lượng xe mà bị xử lý. Thì tôi nghĩ là các cái yếu tố nó tổng hợp lại với tinh thần là hạn chế vấn đề giữ xe, tăng cái vấn đề phạt hành chính, thậm chí có thể là chuyển hồ sơ về các cơ quan đối với những cái người mà cơ quan hành chính nhà nước. Thế rồi là tăng lũy tiến cái vấn đề xử phạt nếu anh không đến, và có những giải pháp khoa học thông minh để mà mình quản lý cái xe nhưng vẫn là không nhất thiết là phải giữ xe ở các bãi xe. Theo tôi là như vậy. Vâng. Và hiện nay thì có theo quy định là để đấu giá thanh lý một chiếc xe máy mà vi phạm quá thời hạn nộp phạt thì nhanh nhất chúng ta cũng phải mất tới 1,5 năm. Thì ông đánh giá như thế nào về cái số thời gian này? Nó là nhanh hay là chậm ạ? Ở đấy như tôi nói lúc nãy đó, tức là vấn đề thanh lý xe nó phải thay đổi cái cơ chế, thay đổi cái cách thức. Một cái xe mà phải đúng theo luật giao thông thì phải là bao nhiêu là bậc, bao nhiêu là tầng thì mới xử lý được, mới thanh lý được. Theo tôi đó không cần thiết. Như tôi nói lúc nãy đấy, tức là luật thì cũng do con người. Thế thì vấn đề là sử dụng luật hay không, hợp lý hay không thì cũng do con người. Cho nên nếu mà chúng ta muốn xử lý nhanh, thanh lý nhanh những cái xe đó thì phải thay đổi cái quy trình mà xử lý, thanh lý. Tức là phải rất đơn giản, phải nhanh chóng. Chúng ta quy định thời gian, chúng ta quy định các cái bước cần thiết. Nếu mà anh không làm thì tôi sẽ thanh thải ngay. Thì cho nên tôi nghĩ là ở đây chúng ta phải đơn giản hóa vấn đề là đấu giá xe. Mà cái đó phải thực hiện nhanh, và những người thực hiện đó phải linh hoạt, phải khoa học và phải dám chịu trách nhiệm trước cái điều mình quyết định. Chứ bây giờ tôi thấy có hiện tượng tức là cán bộ hay đổ trách nhiệm cho nhau, phải không ạ? Rồi tôi ký cái văn bản này thì có thể là tốt cho dân, nhưng mà không biết rồi nếu nó không tốt thì tôi sẽ bị thế này thế kia. Thì tôi nghĩ là cũng như chúng ta hay nói đấy, tức là mỗi người cán bộ, người dân người ta tin, người ta giao trách nhiệm cho mình. Mình có cái vị trí của mình thì mình phải phục vụ nhân dân bằng mọi giá, tức là chịu trách nhiệm xử lý những cái vấn đề lớn, vấn đề nhỏ, kể cả vấn đề mà thủ tục mà cho vấn đề thanh thải xe, chúng ta cũng nên là dám chịu trách nhiệm để mà làm cái đó. Thì tôi nghĩ nếu làm được như vậy thì là thủ tục nó sẽ đơn giản, nó gọn nhẹ và nó giảm chi phí và cũng giảm thời gian. Và những cái bãi xe kia theo tôi sẽ nhanh chóng thì giảm bớt cái số lượng xe đi, và cái sự lãng phí nó cũng sẽ giảm đi. Theo tôi thì như vậy. Vâng, với những chia sẻ của ông thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà các bãi xe bây giờ đang quá tải là một cái điều mà nó thực sự nhiều khi nó là không cần thiết, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cần phải làm sao để thay đổi các cái cơ chế, thay đổi các cái cách để mình xử lý xe, làm sao để cho các cái thủ tục nó được nhanh chóng, và cũng như là rút ngắn được và giảm thiểu được các cái chi phí hiện nay nó không cần thiết và nó không đáng có, và cũng giúp cho cái việc mà về chi phí nó cũng sẽ rút ngắn hơn rất là nhiều. Và nhiều khi là có những cái chi phí mà chúng ta cảm thấy rằng là có nhiều khi những người vi phạm người ta cũng không muốn lấy những cái xe đó về nữa, mà chúng ta vẫn phải mất cái chi phí để giữ, thì đó quả thực là một điều rất là đáng tiếc, đúng không ạ? Theo tôi là như vậy. Vâng. Và theo tôi là những cái mức mà xử phạt răn đe nó cũng phải hợp lý. Vâng. Nếu anh cho cái mức xử phạt nó cao hơn giá trị cái xe thì nó không có tác dụng rồi. Vâng, mà người ta sẽ không đến nhận nữa. Cho nên là cái mức xử phạt nó phải theo cái giá trị của xe. Vâng. Phải không ạ? Và nếu mà anh không đến nhận thì lũy tiến cái mức phạt lên. Vâng. Thì anh cũng sẽ sợ. Anh sẽ đến anh nộp phạt. Thì tôi nghĩ cái đó mình phải kết hợp các yếu tố đồng bộ với nhau, khoa học thì nó sẽ tốt hơn và hợp lý, đúng không ạ? Và một lần nữa thì rất là cảm ơn ông đã đến với cả chương trình Chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay với những chia sẻ của ông. Và thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Chào buổi tối. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.